Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy trên bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay ngày 14 tháng 6 năm 2016 trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm mạnh trên nhiều sàn giao dịch lớn ngay trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Đồng yên tăng giá so với đồng bạc xanh càng khiến cho sàn chứng khoán nổi tiếng tại châu Á lao dốc ngay trong phiên đầu tuần. Ngay trước thềm hai cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, các chỉ số chứng khoán chính tại châu Á giảm mạnh. Dẫn đầu đà giảm trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á là sàn chứng khoán Nhật Bản với Nikkei 225 lao dốc hơn 3,5%. Trong khi đó, tại sàn chứng khoán Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng đóng cửa với mức giảm hơn 1,9%. Các chỉ số chính của sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải cũng tuột dốc khi đồng loạt giảm quanh 3%. Đồng yên Nhật lên giá mạnh đã giáng đòn nặng nề lên hàng loạt cổ phiếu của nền kinh tế vốn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, trong đó nhiều mã cổ phiếu bị giới đầu tư bán tháo như Toyota, Nissan và Sony. Mức giảm của nhóm blue chip này đều từ 3,5 đến 4,2%. Dầu thô quay về mức dưới $50 một thùng đã gây áp lực lớn lên nhóm cổ phiếu năng lượng ở khắp châu Á, trong đó những cái tên như Intech, Japan Petroleum, Sinopec hay China Oilfield đều giảm từ 2,8 đến 5,8%. Tại thị trường Hàn Quốc, thông tin được giới đầu tư quan tâm nhất lúc này là động thái từ các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Lotte danh tiếng của xứ sở Kim Chi, nơi đang bị giới chức Hàn Quốc điều tra vì nghi án lập quỹ đen. Trong đó, công ty Hotel Lotte đã tuyên bố rút lại kế hoạch IPO dự kiến sẽ huy động thêm $4.5 tỷ, còn cổ phiếu người anh em Lotte Shopping giảm đến 5,4%. Phiên đầu tuần, thị trường Úc đóng cửa nghi lễ mừng sinh nhật nữ hoàng Anh. Các chuyến bay tại Thụy Điển đã bị hủy bỏ khi phi công của hãng hàng không Thụy Điển SAS tiếp tục cuộc đình công sau khi cuộc đàm phán lương không đạt được kết quả khiến cho hàng ngàn hành khách bị kẹt lại sân bay. Cuộc đình công bắt đầu hôm thứ Sáu tuần trước đã khiến 400 chuyến bay bị hủy bỏ, làm ảnh hưởng đến gần 30.000 hành khách. SAS cho biết các chuyến bay bị hủy hầu hết là đi nội địa hoặc trong châu Âu. Các chuyến bay đường dài vẫn hoạt động bình thường. Thật là mệt mỏi khi bạn chỉ có vài ngày nghỉ và bạn đã lên kế hoạch để đi chơi vài tháng trước, rồi sau đó không thể nào đi được, nhưng có thể sẽ không được bồi thường. Vì đàm phán lương giữa ban giám đốc SAS và Liên đoàn Phi công Thụy Điển bắt đầu hồi tháng 4 với yêu cầu xem xét lại mức lương cũng như chế độ ngày nghỉ. Tuy nhiên, cuộc đàm phán kết thúc hôm thứ Sáu đã không đạt được kết quả, khiến khoảng 400 phi công đình công ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, vụ xả súng rạng sáng Chủ nhật giờ địa phương tại một hộp đêm của thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ đã khiến cho ít nhất 50 người thiệt mạng, được xem là vụ xả súng chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ. Vụ việc đã khiến không chỉ người dân Mỹ mà cả thế giới bàng hoàng. Hiện lực lượng chức năng của Mỹ vẫn đang tìm thêm bằng chứng về động cơ đằng sau vụ việc. Trong khi đó, thì người dân đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số. Bên ngoài Nhà Trắng, những ánh nến được thắp sáng để tưởng niệm nạn nhân trong vụ xả súng ở Orlando, Florida hôm Chủ nhật vừa qua. Ngoài ra, rất nhiều người dân cũng đã xếp hàng để hiến máu cho những người bị thương đang được cứu chữa. Vụ việc xảy ra ngay trung tâm thành phố du lịch nổi tiếng của nước Mỹ với hàng trăm người đang tham dự lễ hội âm nhạc Latin. Tay súng được xác định là công dân Mỹ gốc Afghanistan tên là Omar Martin, 29 tuổi, từng bị FBI thăm hỏi hai lần trong vài năm qua. Ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Đây được xem là vụ xả súng chết chóc nhất lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Obama gọi đây là hành động khủng bố và thù hận. Một đặc vụ FBI cấp cao cho rằng vụ xả súng có thể liên quan đến nhóm nhà nước tự xưng là IS. Tuy nhiên, cần thêm điều tra và bằng chứng mới có thể đưa ra kết luận chính thức. Hiện tại, lực lượng FBI đang thu thập thêm bằng chứng để xác định vụ xả súng này chỉ là một hành động chống lại người đồng tính hay là một hành động khủng bố, bởi vì vụ xả súng này xảy ra tại một hộp đêm đồng tính, ngay trong tuần lễ hưởng ứng quyền của người đồng tính tại Mỹ. Đây cũng là vụ xả súng thứ hai liên tiếp tại Orlando. Trước đó là vào hôm thứ Sáu, một người đàn ông được cho là một fan cuồng của nữ ca sĩ trẻ nổi lên từ cuộc thi The Voice của Mỹ, Christina Ricci, đã nổ súng vào nữ ca sĩ này tại một buổi ký tặng khán giả. Vâng, trong thời gian gần đây thì bạo lực và nổi loạn vì thiếu hụt lương thực gần như đã trở thành một cảnh thường nhật ở thủ đô Venezuela, quốc gia đang gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Mặc dù phải xếp hàng dài nhiều giờ đồng hồ, người dân Venezuela vẫn khó có thể mua được một ít bột mì và gạo được trợ cấp. Nhiều người phải bỏ bữa, sống qua ngày bằng những thứ trái cây còn sót lại. Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã yêu cầu các cơ quan nhà nước mua 70% lương thực được sản xuất từ các loại cây trong nước và phân phát cho người dân. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa làm dịu lại tình hình đất nước đang suy thoái với mức lạm phát đang nằm ở 3 chữ số. Áp lực cuộc sống khiến căng thẳng ngày một leo thang, kể cả những người ủng hộ chính quyền của ông Maduro cũng biểu tình. Các siêu thị trợ giá do nhà nước quản lý được tài trợ từ nguồn thu dầu mỏ vốn là chính sách hỗ trợ được nhiều người dân cảm kích do cựu tổng thống Hugo Chavez để lại. Tuy nhiên, trước tình hình giá dầu giảm sâu, Venezuela không có nhiều tiền để nhập thực phẩm về. Còn doanh nghiệp trong nước lại không mặn mà sản xuất lương thực bởi vì chính sách nhà nước yêu cầu họ phải bán hàng giá rẻ, thậm chí là lỗ.
người dân phải tìm đến các khu chợ đen để mua sữa và đường với giá cao gấp 10 lần. Điều này còn khiến nạn buôn lậu hàng hóa tăng mạnh. Các siêu thị tư nhân đang bị chính phủ theo dõi sát sao, chỉ có thể bán một lượng hàng có hạn cho một số khách hàng. Có người còn đi cướp hàng ở siêu thị. Hiện tại ở Venezuela, siêu thị là nơi dễ xảy ra bạo động nhất. Mỗi ngày có hơn 10 vụ cướp siêu thị xảy ra. Theo nhóm quan sát các mâu thuẫn xã hội Venezuela, trong tháng vừa qua, hơn 1/4 trong số 641 vụ biểu tình đều vì vấn đề lương thực. Và con số này cứ ngày một tăng theo thời gian, và so với một năm trước thì đã tăng gấp 3 lần. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO mới đây cho biết hiện có đến 168 triệu trẻ em trên toàn cầu bị lạm dụng lao động. Con số này mặc dù có suy giảm so với nhiều năm trước nhưng vẫn ở tình trạng báo động, nhất là trong bối cảnh những cuộc bất ổn và xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới ngày càng gia tăng. Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, hiện tại trên toàn cầu có khoảng 168 triệu trẻ em trên thế giới đã và đang có nguy cơ bị bóc lột sức lao động. Tình trạng này mặc dù đã giảm 1/3 lần trong 10 năm trở lại đây, nhưng vẫn bị xem là con số đáng báo động, nhất là trong bối cảnh những bất ổn xung đột trên toàn cầu vẫn gây thách thức cho chính phủ nhiều nước. Trên thực tế, nhiều trẻ em đã được thuê và bị ép làm việc trong các hầm mỏ để đải vàng, kim cương hoặc làm việc quần quật trong các trang trại bông, đường, trà, cà phê và cacao. Không những thế, trẻ em cũng bị ép lao động trong các khâu sau trong chuỗi cung ứng như khâu vá, sản xuất giày dép, dệt thảm hoặc làm pháo hoa. Theo ILO, thế giới hiện đã có đủ công cụ bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng bị lạm dụng sức lao động. Doanh nghiệp hoàn toàn không có quyền sử dụng lao động trẻ em với bất kỳ lý do nào. Mới đây, Tổ chức Giám sát Nhân quyền còn cho rằng cần có một hiệp ước quốc tế mới để buộc các công ty phải chấm dứt tình trạng lạm dụng lao động trẻ em và nô lệ hiện đại trong chuỗi dây chuyền sản xuất của mình.